Mọi người hay nghĩ phụ nữ làm ngành IT là khó và khổ, nhưng khi mình làm việc ở Nasdaq thì mình cảm thấy niềm vui bất ngờ. Mình bắt đầu ở vị trí Quality Control, sau đó chuyển sang bộ phận Business Analyst và cuộc đời của mình thay đổi từ đó. Công việc cho mình cơ hội được đi khắp mọi nơi. Mình nghĩ là mình đã đi qua khoảng 17 quốc gia. Trong 5 năm làm việc, mình đã khám phá ra rất nhiều điều về bản thân và thấy rằng mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Không chỉ được chu du nhiều nơi, mình còn dám leo núi và thử cả món nhảy Zumba nữa. Vì Zumba mang đến cho mình những giây phút thư giãn ngoài công việc. Nhưng trên hết, Nasdaq rất chào đón các bạn nữ trong ngành IT. Như team Business Analyst của mình, lúc trước chỉ có 3 đến 4 bạn nữ, nhưng bây giờ đã có 10 bạn nữ trên 14 người rồi. Hãy cùng mình tham gia với Nasdaq để trở thành thế hệ Superwoman tiếp theo.